Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump viết trên Twitter hôm mùng 4 tháng 1 rằng hội đàm có thể diễn ra giữa Triều Tiên và Hàn Quốc là một điều tốt. Ông cũng viết rằng ông có vai trò nhất định đối với bất kỳ cuộc đối thoại nào nếu nó diễn ra sau khi Seoul và Bình Nhưỡng trong tuần này phát đi tín hiệu sẵn sàng nói chuyện với nhau. Ông Trump viết, có ai thực sự tin rằng hội đàm và đối thoại sẽ có thể diễn ra giữa Triều Tiên và Hàn Quốc ngay bây giờ nếu tôi không kiên quyết, mạnh mẽ và sẵn sàng cam kết toàn bộ sức mạnh của chúng tôi chống lại Triều Tiên. Triều Tiên mở lại kênh trao đổi xuyên biên giới với Hàn Quốc hôm mùng 3 tháng 1. Quan hệ hai miền Triều Tiên đột ngột tan băng hôm mùng 1 tháng 1 sau khi lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi đàm phán trực tiếp với Seoul và cho biết ý định cử một nhóm đàm phán tới Hàn Quốc để thảo luận khả năng nước này tham dự Olympics mùa đông ở Pyeongchang vào tháng tới. Đáp lại, Seoul hôm mùng 2 tháng 1 đã đề nghị đàm phán với các nhà ngoại giao Triều Tiên vào ngày mùng 9 tháng 1 ở bàn môn điếm. Đây sẽ là cuộc đàm phán liên chiều cấp cao đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2015.